lớn thần bí là có thể giúp được thái tử à? Ta còn có thể spoil cho cô nhé. Tình tiết phụ tiếp theo là đại hội tỉ võ của sứ đoàn Ngõa Tư. Các mở khóa tình tiết là thu thập các mảnh ghép tình tiết. Mảnh ghép tình tiết là gì? Đừng có vội vàng thế mà tình yêu, đến lúc đó cô sẽ biết. Đau, đau, đau. Lại làm sao thế? Ta hỏi huynh, có phải cách tính độ yêu thích của các người có vấn đề không? Vì sao độ yêu thích của Triệu Thần Giật bằng không? Ta đã chơi nhân vật Triệu Thần Giật nửa năm rồi. Nếu để ta tốn công vô ích, ta sẽ đánh chết huynh. Không thể nào, cách tính của chúng ta chắc chắn là chính xác mà. Không thể nào, chắc chắn là đúng. Không thể nào, vừa nãy trước khi gặp cô ta đã xác nhận lại rồi. Chương trình tính độ yêu thích vận hành bình thường. Tình yêu à, tặng cô một câu nhé. Kiên trì là thắng lợi. Tặng cô thêm một câu nữa. Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Còn nữa, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đại hoàng tử Triệu Thần Dục, nhị hoàng tử Triệu Thần Diệu, tứ hoàng tử Triệu Thần Dật, thập nhất hoàng tử Triệu Thần Nhiên. Người ta đã không thích mình rồi, mình đừng có mặt dày bám lấy người ta nữa. Đây không phải là thị vệ đã cứu ta sao? Hóa ra là người của thái tử à? Điện hạ, lão nô nhớ ra con vịt đó rồi. Thật không ngờ, cung nữ đó cũng lợi hại đấy. Người đang nói đến cung nữ có kỹ năng dùng dao siêu phàm trong cuộc thi tài nghệ hôm nay sao? Điện hạ là người quyền quý hay quên chuyện? Mấy tháng trước, không biết cô ta phạm tội gì mà bị phạt chạy. Chính điện hạ đã miễn tội cho cô ta đó. Có điều, rốt cuộc thái tử điện hạ mắc bệnh gì? Ít nhiều gì mình cũng là người học y, không biết có thể giúp được ngài ấy hay không? Tần Thọ, Tần Thọ, ở đây nè tình yêu. Đừng có lần nào xuất hiện cũng bất thường như vậy được không? Bình thường chút đi. Sao thế tình yêu? Ta gọi huynh ra đây là để hỏi một chuyện quan trọng. Ta phải làm sao mới có thể trị bệnh cho thái tử? Ta có một cách hay đây. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chính, cô cũng có thể mở khóa các tình tiết nhỏ. Khi mở khóa các tình tiết nhỏ, cô sẽ nhận được những món quà lớn thần bí. Ta dùng món quà lớn thần bí là có thể giúp được thái tử à? Ta còn có thể spoil cho cô nhé. Tình tiết phụ tiếp theo là đại hội tỉ võ của sứ đoàn Ngõa Tư. Các mở khóa tình tiết là thu thập các mảnh ghép tình tiết. Mảnh ghép tình tiết là gì? Đừng có vội vàng thế mà tình yêu, đến lúc đó cô sẽ biết. Đau, đau, đau. Lại làm sao thế? Ta hỏi huynh, có phải cách tính độ yêu thích của các người có vấn đề không? Vì sao độ yêu thích của Triệu Thần Giật bằng không? Ta đã chơi nhân vật Triệu Thần Giật nửa năm rồi. Nếu để ta tốn công vô ích, ta sẽ đánh chết huynh. Không thể nào, cách tính của chúng ta chắc chắn là chính xác mà. Không thể nào, chắc chắn là đúng. Không thể nào, vừa nãy trước khi gặp cô ta đã xác nhận lại rồi. Chương trình tính độ yêu thích vận hành bình thường. Tình yêu à, tặng cô một câu nhé. Kiên trì là thắng lợi. Tặng cô thêm một câu nữa. Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Còn nữa, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bền lòng, ta cho huynh bền lòng này. Vậy cô tự cố gắng nhé. Biến đi. Nửa năm, ta đã tiêu khiển cùng ngày ấy nửa năm rồi. Sao độ yêu thích của người này chẳng tăng lên chút nào? Trái tim sắt đá à? Đúng là. Cô tránh ra. Ngài không sao chứ? Nô tỳ thỉnh an thập nhất điện hạ. Cô là cung nữ mổ vịt đó đúng không? Cô biết ta à? Đương nhiên rồi. Hôm thi tài nghệ, đa tạ điện hạ đã giúp đỡ. Nói hay lắm. Kỹ năng dùng dao của cô thật sự rất tuyệt vời. Lọc được hết xương của con vịt, không hề sai sót gì. Các thái y đều khen kỹ năng dùng dao của cô có thể so với Trương Tú Cô của Nam Triều. Điện hạ quá khen. Thật ra nô tỳ tên là Lục Nhân Giả. Đương nhiên ta biết tỷ tỷ là Lục Nhân Giả của Ti Chế Ti. Hôm qua ta đã tìm tỷ hai lần nhưng không được. Hôm nay tỷ hãy đi theo ta đi. Nào, đi đâu vậy? Trong phủ ta có nhiều đồ ăn ngon lắm. Tỷ cứ đi theo ta là được. Tỷ xem, ta đã hỏi rồi. Đây là bánh hạt dẻ, đây là bánh lưỡi bò. Đây là tiểu chủ tử, cuối cùng ngài cũng về rồi. Tiểu hoang lo lắng quá đi. Người hiểu gì chứ? Người đã nghe câu chuyện ba lần ghé thăm ngôi nhà tranh chưa? Ta đi tìm sư phụ, đương nhiên là phải thành tâm thành ý. Phải đích thân ta đi mới được. Nhưng mà điện hạ, căn phòng của người bừa bộn quá. Không còn cách nào. Thập nhất điện hạ không cho chúng ta động vào.
Các người mau lui ra đi, lui ra đi. Vâng. Tiểu Dạ, ta đã lật tung cả ngự hoa viên của phụ hoàng lên, mới tìm được hai viên đá đánh lửa này đó. Chỉ có hai viên này thôi, quý giá lắm đấy. Tặng tỷ một viên làm quà gặp mặt. Đây là đá đánh lửa à? Vậy ta không khách sáo nữa, ta nhận nhé. Hóa ra tiểu giả còn biết đá đánh lửa. Đúng là kiến thức uyên thâm. Thế mà độ yêu thích đã tăng rồi à? Tiểu thập nhất thật là dễ thương. Ta không kìm được mà muốn ra tay đó. Bé cuốn dễ thương. Tỷ sao thế? Đúng rồi điện hạ, những phát minh sáng tạo trong căn phòng này của ngài là để làm gì thế? Ngài nói cho ta nghe đi. Phát minh sáng tạo? Chưa có ai từng nói như vậy. Họ toàn nói những thứ này là do ta nghịch ngợm linh tinh. Tỷ quả là tri kỷ của ta. Đúng rồi, tỷ xem cái này đi. Cái này là đèn lồng xếp do ta phát minh ra đó. Bình thường khi không dùng đến thì có thể xếp lại như thế này, rất tiện lợi. Khi cần dùng thì có thể mở nó ra như thế này. May mà chưa thắp nến. Nếu như thắp nến rồi thì mọi đồ đạc trong căn phòng này đi tông rồi. Những thứ bảo bối này, những phát minh sáng tạo này đều là cả tính mạng của ta. Nếu chúng có vấn đề gì, ta cũng không muốn sống nữa. Nói gì vậy? Đúng rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Tỷ hãy thể hiện lại cho ta xem kỹ năng dùng dao của tỷ lần trước đi. Nhìn đã mắt lắm. Muốn xem thật à? Đương nhiên rồi. Ta nói cho ngài nghe, phải đi dao thật nhanh. Có lúc để trên mũi dao. Tiểu giả, tỷ nói chậm thôi. Ta ghi không kịp theo tốc độ nói của tỷ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dùng bút lông viết chữ đúng là phiền phức quá đi. Ngài xem, viết một lúc là hết mực rồi. Chấm nhiều mực quá thì dễ bị nhòe. Đúng là vậy. Trước đây ta vẫn luôn muốn phát minh ra một chiếc bút lông có thể tự động hút mực. Nhưng ta đã phát minh mấy lần đều thất bại cả. Chi bằng chúng ta cùng động não, nghĩ cách thử xem. Động não? Tỷ muốn động vào não của ai? Ý của ta là chúng ta cùng nhau nghiên cứu, phát triển tư duy. Chuyện cây bút thì để sau đi. Chỗ ta còn nhiều trò vui lắm. Nóng. Nóng lắm đúng không? Đây đâu phải là túi giường. Ta thấy là túi bỏng tay thì có. Tiểu giả, dạo này ta đang rất đau đầu vì một chuyện. Nói nghe thử xem. Cô có cách gì hay có thể dùng để đuổi côn trùng không? Đuổi côn trùng? Điện hạ, không phải ngài thích bắt côn trùng sao? Sao tự dưng lại muốn đuổi côn trùng chứ? Trong ngự hoa viên của phụ hoàng có rất nhiều loài hoa quý, nhưng điều đáng ghét là có rất nhiều côn trùng. Nếu bất cẩn bị côn trùng cắn thì sẽ bị ngứa ngáy khó chịu, có lúc vết thương còn bị sưng đỏ mấy ngày liền. Ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng hình như đều không có tác dụng. Ngài đã thử những cách gì rồi? Ta đã từng đốt cỏ hun khói, dùng lá cây, còn bôi mật ong nữa. Mấy hôm trước ta còn định bắt hai con chồn sóc, thử xem dùng nước tiểu của chúng có đuổi được côn trùng hay không. Nhưng ta vẫn chưa bắt được. Đó không phải là con chồn sao? Thập nhất điện hạ, sao đột nhiên ngài lại hăng hái với việc đuổi côn trùng thế? Sứ đoàn Ngoại tư sắp sang thăm triều đình ta. Thái phó từng nói, mối quan hệ của hai nước rất phức tạp. Có lúc thì giao thương buôn bán phát triển, quan hệ gần gũi. Có lúc lại căng thẳng trong quan hệ, nguy cơ rình rập tứ phía. Dạo này phụ hoàng thường bận việc triều chính đến tận đêm khuya. Ta là nhi thần của người, cũng muốn chia sẻ gánh nặng giúp cho người. Chỉ có điều ta... Đại ca có tài trị quốc, nhị ca có võ công vạn người không địch nổi, tứ ca tuy không thích tham gia việc triều chính nhưng lại tinh thông âm luật, giỏi văn chương. Chỉ có ta hình như chẳng được tích sự gì. Thập nhất điện hạ,
Ngài tuyệt đối không được nói những lời tự phỉ báng mình như là mình không được tích sự gì. Ngài xem, Ngài đến tìm ta nghiên cứu phát minh, chứng tỏ Ngài khiêm tốn, ham học hỏi. Ngài có thể vẽ ra phát minh của mình, chứng tỏ Ngài thông minh, khéo léo. Ngài vẽ ra được, làm ra được, tức là chính Ngài đưa nó vào thực tiễn. Hơn nữa, Ngài có lòng tốt giúp đỡ cho người khác. Thế nên nói, trời sinh ta, ắt hữu dụng. Thập nhất điện hạ, Ngài rất tuyệt đó. Tiểu giả, chưa từng có ai nói với ta như vậy. Cảm ơn tỷ. Vậy đợi ta nghĩ ra cách hay rồi, ta sẽ nói với ngài đầu tiên. Sau này, nếu không có ai, tỷ đừng gọi ta là điện hạ nữa, cứ gọi ta là thập nhất thôi. Được. Không ngờ tiểu thập nhất lại có một trái tim dịu dàng như vậy. Ngài ấy cứ bị coi là đứa trẻ nghịch ngợm. Ngài ấy cần được thấu hiểu và cổ vũ nhiều hơn. Nếu ngày nào ta cũng muốn ăn thì sao? Thì hay là cô gả vào phủ ta, ngày nào cũng nấu cho ta ăn nhé. Thập nhất, hay là ta về trước nhé. Được. Hôm nay tiểu giả cũng vất vả rồi, vậy ta đưa tỷ về nhé. Được. Làm gì? Làm gì vậy? Cô nương đúng là nữ trung hào kiệt. Quá khen, quá khen. Chúng ta đều nghe nói rồi, vì muốn tiếp cận tướng hoàng tử mà cô đã hy sinh thân mình. Đâu có, đâu có. Giỏi lắm, rất kính nghiệp. Quá khen, quá khen. Làm gì vậy? Đại nhân của ta có nhiệm vụ mới, bảo cô tìm một người phụ nữ trong Hàm Dương cung. Ai cơ? Người phụ nữ này biết võ công, có một vết sẹo trên tay. Tóm lại cô ta là ai? Cái này cô không cần phải quan tâm. Tìm được thì liên lạc với ta. Tạm biệt. Sao thế? Huynh còn chưa nói cho ta biết. Ta tìm được rồi thì gặp huynh kiểu gì? Đúng đúng ha, quên mất. Ta có cái còi này, chỉ cần cô thổi còi thì trong vòng 10 dặm ta đều nghe thấy. Tạm biệt. Văn, võ, bân. Tiểu giả, có lúc ta thật sự ngưỡng mộ cô. Hôm nay may mà có thập nhất hoàng tử nên cô mới tránh được kiếp nạn đó. Vân trúc tốt của ta, sao hôm nay cô lại mệt đến mức này? Hôm nay sứ đoàn ngõa tư đến thăm, sẽ ở trong biệt quán của ngõa tư, phải chuẩn bị rất nhiều tấm trải giường và gối. Người trong cung không đủ nên tìm những người giỏi theo thùa trong ti đến giúp việc. Thập nhất cũng nói đến vấn đề này. So với Vân Trúc, tin tức của mình chậm quá. Nhưng cô không ở đây cũng tốt, tay nghề theo thùa của cô cũng không giúp được việc mà. Tiểu giả, cô đang nghĩ gì thế? Ta đang tự kiểm điểm lại bản thân. Đúng là dạo này ta lười biếng quá, chẳng giúp được gì cho cô cả. Mấy hôm nay cô cứ như người mất hồn vậy. Có phải là có mâu thuẫn gì với tứ điện hạ không? Một cung nữ nhỏ bé như ta sao dám có mâu thuẫn với người ta? Đường đường là hoàng tử chứ. Ta cũng không biết ta đắc tội với ngài ấy chỗ nào. Chỉ là lúc thi tài nghệ, ta không biết thư pháp mà ngài ấy dạy cho ta thôi mà. Có thế thôi mà tức giận à? Nhỏ mọn quá đấy. Tiểu giả, tứ điện hạ nổi tiếng có tài thơ văn, xung quanh ngài ấy có không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà ngài ấy chỉ dùng tâm sức dạy cho mình cô. Cô lại không cảm kích, đương nhiên là ngài ấy thất vọng rồi. Hơn nữa tứ điện hạ xuất thân cao quý, ngài ấy cao ngạo là điều khó tránh khỏi. Ta nghĩ hai người ở bên nhau, nếu như có hiểu lầm thì cho dù là ai giải thích trước cũng không sao cả. Cô thấy sao? Cũng phải. Vậy ta đi tắm rửa trước đây. Được. Đại nhân của ta có nhiệm vụ mới, bảo cô tìm một người phụ nữ ở trong Hàm Chương Cung. Hàm Chương Cung à? Ta nghĩ hai người ở bên nhau, nếu có hiểu lầm thì cho dù là ai giải thích trước thì cũng không sao cả.
binh pháp à? Ban ngày thì bày ra bộ dạng người nhàn hạ không quan tâm đến xã hội, không ngờ buổi tối là nghiêm túc như vậy. Nhưng mà nhìn chiếc bút lông của ngày ấy có vẻ khó dùng quá. Hay là bây giờ ta làm cho ngày ấy một chiếc bút lông trữ mực. Thập Nhất. Lục cô nương, tối qua tiểu chủ nhân ngủ muộn, giờ vẫn chưa dậy. Hay là ai bảo ta chưa dậy? Tiểu giả đến là tinh thần của ta tỉnh táo liền. Vậy nào, hôm nay ta chia sẻ với ngài một phát minh nhỏ. Cái này gọi là bút trữ mực. Bình thường dùng bút lông viết chữ cứ phải chấm mực liên tục, rất phiền phức. Có bút trữ mực này, ngài cứ trữ mực ở đây là có thể dùng rất lâu. Cái này lợi hại đó. Ta dạy ngài nha. Ngài dùng đầu bút chấm ngập trong mực, chỉ cần dùng lực rút lên là mực lên đến đây rồi. Ngài có thể dùng rất lâu, lợi hại không? Cái này lợi hại ghê. Vậy chúng ta mau thử đi. Được. Đi. Vậy cô nói xem, ta phong lưu như thế nào? Chấp bút vô định pháp. Phải dùng bút nhẹ nhàng mà thoải mái. Muốn luyện viết chữ đẹp thì phải thả lỏng cổ tay. Điện hạ, có phải ngài xem danh sách nhàm chán quá không? Hay là để nô tài gọi tiểu giả cô nương đến nói vài đoạn? Giờ ngươi giỏi thật đấy, dám chăm chọc ta rồi. Tiểu bảo không dám. Cũng mấy ngày rồi tiểu bảo chưa được nghe tiểu giả cô nương kể chuyện, thấy buồn tai cũng muốn nghe. Sứ đoàn Ngõa Tư sắp đến rồi. Nói một cách dễ nghe là đến đòi công đòi thưởng, nói khó nghe hơn là đến gây sự. Dạo này quán trọ hội đồng bận tối mặt, ta có phần thân cũng không lo nổi. Ta làm gì có tâm trạng nghe cô ấy kể chuyện. Tiểu bảo không tin. Không phải mấy hôm trước ngài đã đến phủ chiêm sự đòi người sao? Nói cho cùng, Tâm Nhi cô nương này vẫn rất quan trọng. Cứ nhắc đến Tâm Nhi là ta lại thấy đau đầu. Bây giờ cô ta càng ngày càng to gan. Lần trước tự tiện xông vào Từ phủ, lần này lại suýt làm cho đại ca bị thương. Ta chỉ mong trước khi sứ đoàn Ngõa Tư đến, cô ta đừng có gây rắc rối gì cho ta nữa. Thành công rồi, thành công rồi. Ngài thấy không? Thành công rồi nè. Ta nói mà, tự mình thử nghiệm mới có hiệu quả. Cái này thú vị quá. Ta làm thêm vài cái. Một cái cho phụ hoàng phê tấu chương, một cái cho hoàng tổ mẫu chép kinh Phật, làm thêm vài cái cho đại ca vẽ tranh. Đúng rồi, thái tử điện hạ mắc căn bệnh mãn tính gì sao? Đại ca vẫn luôn như vậy. Huynh ấy được sinh ra ở lãnh cung, điều kiện khắc nghiệt, nên đã bị bệnh từ nhỏ. Vậy là đã bị bệnh từ trong bụng mẹ rồi à? Vậy tức là bệnh tim bẩm sinh rồi. Cái này ta cũng không rõ. Lúc đó thái y cũng không khám ra được. Vì sao thái tử điện hạ lại được sinh ra ở lãnh cung? Đây là bí mật trước khi ta ra đời. Nghe nói sau khi mẹ ruột của thái tử mất, chính hoàng tổ mẫu đã đón huynh ấy về, nuôi huynh ấy lớn đấy. Nói như vậy là thái tử điện hạ cũng thật đáng thương. Phải, quốc sư đã xem quẻ cho đại ca, nói là hồn của đại ca thiếu một phách, cần phải gặp được người có duyên mới có thể giữ được tính mạng. Mê tín phong kiến. Cái gì? Ý của ta là những lời đoán định vận mệnh đó không đáng tin.
Có lẽ quốc sư dùng thủ đoạn bịp bợm, nói mấy lời ngon ngọt để an ủi thái hậu thôi. Có khả năng là như vậy. Dù gì thì hoàng tổ mẫu lo lắng cho đại ca nhất. Thập nhất à, ngài có tin vào số phận không? Ta không tin. Phải đó, ta nói cho ngài nghe, vận mệnh của mình phải nắm giữ trong tay. Ví dụ như ngài đó, chỉ cần ngài luôn kiên trì làm những việc mình cho là có ý nghĩa thì hãy cố gắng kiên trì làm tiếp. Chưa biết chừng sau này người sẽ trở thành nhà phát minh đầu tiên của Tân Minh. Tiểu Dạ, ta thật sự muốn luôn được ở bên tỷ, nghiên cứu phát minh sáng tạo. Đúng rồi Thập Nhất, không phải trước đây ngài nói với ta là muốn đuổi côn trùng sao? Hôm đó khi về ta đã suy nghĩ nghiêm túc, ta đã có cách rồi, nhưng còn thiếu một thứ khá là khó kiếm. Tỷ đã nghĩ ra cách rồi à? Thứ gì thế? Lưu huỳnh. Lưu huỳnh, đó không phải là thứ để làm thuốc nổ sao? Hình như bình thường chỉ có trong nhà kho của lễ bộ. Không đúng, hình như dạo này lễ bộ đang chuẩn bị nghênh đón sứ đoàn Hỏa Tư, chắc chắn sẽ có lưu huỳnh dùng làm pháo đốt mừng. Đức Cần Di An. Đại nhân, ta đã dặn dò xong rồi, bảo cô ta tìm một người phụ nữ bị thương ở mu bàn tay trong hàm chương cung. Nhưng sao ta thấy cô ta có vẻ ngốc nghếch? Sao ngươi lại nói như vậy? Ta muốn tạo quan hệ, khen cô ta vài câu. Hình như cô ta nghe không hiểu, không cảm kích ta gì cả. Giả làm người khó đoán, ngươi nói năng còn không rõ ràng thì không hiểu được đâu. Bất kể thế nào, cô ta cũng là con cờ duy nhất mà chúng ta gài bên tứ hoàng tử thành công. Cứ xem cô ta làm được đến đâu đã. A Văn, theo dõi sát sao động thái của cô ta, có điều gì bất lợi cho chúng ta? Vâng, thưa đại nhân. Dạo này lục nhân giả hay qua lại với thập nhất hoàng tử. Hình như thập nhất hoàng tử đang có ý đồ muốn lấy lưu huỳnh của lễ bộ. Đại nhân, có cần bẩm tấu chuyện này không? Điện hạ, hôm nay ta đã đến phủ chim sự hỏi, bên đó trả lời là vốn dĩ cung thái tử đã đồng ý thả người, nhưng sau đó lại nuốt lời. Vì sao lại nuốt lời? Nói là chính Tâm Nhi cô nương không muốn bị điều đi. Tâm Nhi vẫn tùy hứng như vậy, cứ kệ cô ta đi. Trước đây lúc thi tài nghệ không tìm thấy cô ta, lúc này e là hắn cũng đang theo dõi sát sao hàm chương cung. Nếu lúc này điều Tâm Nhi đến đây, ắt sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngoài ra, lúc ta đến phủ chim sự hỏi, đã gặp Thập Nhất Điện Hạ. Đệ ấy lại gây họa rồi à? Không, không. Thập Nhất Điện Hạ nói, muốn cứu tiểu giả cô nương đến cung của ngày ấy, không nhẫn tâm để cô ấy làm việc nặng. Thập Nhất. Tiểu Dạ, cái này là làm cho Tứ Điện Hạ à? Mừng trúc tốt của ta, cô đúng là đi guốc trong bụng ta. Ta đã nói mà, giờ chỉ có mau chóng làm hòa với Tứ Điện Hạ mới có thể khiến cô vui trở lại. Cô làm gì vậy? Khiến ta giật cả mình. Huynh làm ta giật mình thì có, tìm ta làm gì? Tìm cô làm gì ư? Ta phụng mệnh của đại nhân, bảo cô phối hợp với ta thả gói lưu huỳnh, làm thập nhất bị thương, đổ tội cho tứ hoàng tử, nghe hiểu chưa? Giúp huynh vớt gói lưu huỳnh gây nổ khiến thập nhất bị thương, rồi còn phải giá họa cho Triệu Thần Dân. Cô thông minh hơn rồi đó. Không phải, sao huynh biết vụ lưu huỳnh thế? Ta nói ít thôi, làm nhiều vào. Huynh, nói ít làm nhiều. Không được, nếu ta nghe theo huynh ấy thì tiểu thập nhất sẽ bị thương, Triệu Thần Giật sẽ phải chịu oan. Mình mà không nghe theo huynh ấy thì mình sẽ bị chém chết từ hữu chính. Người đúng là tên lòng lan giả sói. Tiểu Giả, sao tỷ lại ở đây? Thập Nhất, sao ngài lại đến đây? Mau đi theo ta, ta đang tìm tỷ đó, đi. Chắc chắn tỷ sẽ không ngờ được ta tìm được thứ gì hay ho này. Mau xem đi.
Cái gì vậy? Lưu huỳnh. Cái này là đá lưu huỳnh. Nếu ngài muốn dùng thì phải lọc đi. Tỷ vẫn chưa nói cho ta biết chúng ta cần lưu huỳnh để làm gì. Lưu huỳnh có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn. Nó có thể ức chế sự phát triển của nấm, vi khuẩn và bọ ve. Chúng ta có thể dùng nó để làm xà phòng lưu huỳnh. Khuẩn cái gì? Ve gì cơ? Mắt ngài không tốt, không nhìn thấy đâu. Vậy chúng ta mau đi chuẩn bị đi. Đi, đi. Chiêu thuần cung. Thập nhất, tránh xa ra chút đi. Cái đó nguy hiểm lắm. Ngài lại đây. Không sao đâu, thêm một ống nữa. Không được cho thêm nữa. Cái này không sao, vui lắm. Có sao đấy, nguy hiểm lắm. Vứt gói lưu huỳnh, khiến thập nhất bị thương. Đổ tội cho tứ hoàng tử. Cẩn thận. Thập nhất. Thập nhất, ngài không sao chứ? Thập nhất điện hạ. Thập nhất điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Thập nhất điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Điện hạ. Tiểu giả. Tiểu giả. Điện hạ, không được đi. Ngoan ngoãn cho ta. Đâu, đâu, đâu. Điện hạ. Điện hạ, ngài không được đi. Các người làm gì vậy? Các người. Điện hạ. Điện hạ, cuối cùng ngài cũng về rồi. Không hay rồi. Làm sao? Tiểu giả cô nương bị cấm quân bắt đi rồi. Bắt đi rồi ư? Không biết cô ấy và thập nhất điện hạ đang làm gì. Đột nhiên phát nổ. Giờ e là bệ hạ đã biết rồi. Phát nổ. Lưu huỳnh. Đúng là thập nhất đã lấy đá lưu huỳnh ở chỗ ta. Nhưng ta đã xác nhận là không có nguy hiểm gì. Sao đột nhiên lại phát nổ? Vậy phải làm sao? Ti Dược Ti đã phái người đến chiêu thuần cung. Thập nhất hoàng tử không sao cả. Ngược lại là cung nữ đó bị thương. Tần Minh đã cấm lưu thông lưu huỳnh. Chỉ được trữ ở kho của lễ bộ. Sao thứ đó lại xuất hiện trong cung? Hỗn sự. Cung nữ nào gan to bằng trời như vậy? Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần biết sai. Là lưu huỳnh nhi thần lấy từ lễ bộ. Hóa ra là giật nhi lấy à? Vậy tại sao lại đến chiêu thuần cung? Thập nhất đệ thích nghiên cứu những cái mới. Nhi thần thấy đệ ấy cần lưu huỳnh để làm ra thứ mới, nên nhi thần đã lấy từ pháo hoa nghênh đón sứ thần Ngõa Tư đưa cho đệ ấy. Hồi nhỏ Hiên Nhi và Giật Nhi có vài điểm tương đồng. Thường thích đọc những loại sách tìm hiểu về vạn vật, sách lược quan trọng. Ta nhớ hồi nhỏ Giật Nhi cũng rất am hiểu về âm nhạc. Bản thân mình ăn chơi đàn điếm, còn muốn xúi dục đệ đệ của mình làm việc không đàng hoàng. Sao hả? Việc vặt ở lễ bộ không đủ cho con làm nữa phải không? Nhi thần biết tội. Tiểu giả, cuối cùng cô cũng về rồi. Nghe nói cô bị cấm quân bắt đi à? Cô bị thương rồi à? Có đau không? Hơi đau. Hôm nay cô làm ta sợ chết khiếp. Không sao đâu. Hôm nay ta nên lấy cái ống trúc đó ra. Không không không. Hôm nay ta không nên làm xà phòng lưu huỳnh. Cô đang nói gì vậy? Rốt cuộc hôm nay cô và thập nhất hoàng tử đã làm gì? Ta và ngày ấy nhất thời chưa nói rõ ràng được. Cô có biết bây giờ thập nhất sao rồi không? Ta nghe nói hôm nay hoàng thượng đã đến chiêu thuần cung thăm ngày ấy. May mắn là thập nhất hoàng tử không sao. Nếu ngày ấy xước tí da thì e là cô không giữ được cái đầu của mình đâu. Không sao mà. Xem ra bên này không vấn đề gì. Bên kia phải ăn nói với Từ đại nhân thế nào đây? Huynh thả ta ra đi. Cô sao thế hả? Sao thập nhất hoàng tử không hề hấn gì? Huynh ngu ngốc.
Ta làm sao? Huỳnh bỏ nhiều lưu huỳnh như thế, có thể giết chết hoàng tử đấy. Không thể nào. Còn giáo biện hả? Ta nói cho ngài biết, nhỡ mà thập nhất hoàng tử chết, nhất định hoàng thượng sẽ trách tội, sẽ tra ra đại nhân nhà huynh. Ta sẽ mắc tội của huynh với Từ Hữu Chính. Huynh toi đời rồi. Ta nói cho huynh biết. Bất kể thế nào, cứ đánh lừa A Văn trước, những chuyện sau đó xem có thể cho qua được không. Chúc mừng tình yêu đã mở khóa tình tiết phụ đại hội tỷ võ của sứ thần Hỏa Tư, kiếm đủ 4 con hươu may mắn là có thể mở khóa tình tiết này. Huynh vừa nói là 4 tấm hình, tức là nằm trên người của 4 vị hoàng tử à? Xin hãy tự suy nghĩ. Không nói thì không nói, chỉ là tìm con hươu thôi mà.